Chào mọi người, tôi là Bích Phương. Hiện tôi đang ngồi ở bến tàu chuẩn bị ngắm mặt trời lặn ở New Caledonia, Tân Đảo. Vậy thì hôm nay tôi xin giới thiệu một cảnh ở bến tàu. Mời quý vị cùng đón xem nhé, xin mời. Như quý vị đã biết, New Caledonia, Tân Đảo là một hòn đảo thuộc Thái Bình Dương, cho nên sẽ có rất là nhiều bến tàu. Và đây là một trong những bến tàu thuộc trung tâm thành phố. Những cái bungalow mà quý vị nhìn thấy là nơi bán vé du lịch và vé đi thuyền sang các đảo. Còn đối diện bên kia thì sẽ là khu tàu thuyền tư nhân, và mọi người có thể sinh hoạt, sống ở đây nếu mà họ muốn. Đương nhiên thì phải trả tiền thuê bến bãi rồi. Có chỗ Phương đang ngồi thì là một nhà hàng ăn uống, mọi người có thể ra đây ăn vừa ngon và giải trí và ngắm mặt trời lặn. Thế thôi, vậy hôm nay thì video của Phương thì giới thiệu về bến tàu đến đây thôi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tới. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.